biển Cà Ná, và đây là một bãi biển rất là đẹp ở phía bên đằng xa bên kia lúc nãy mà chúng ta vừa đi qua ấy. Còn mình muốn giới thiệu các bạn là một cái góc nhìn khác, đó là khi mà đến Cà Ná các bạn sẽ được trải nghiệm, nó là một dãy núi dài rằng là từ phía kia nó khoảng độ 5 km, toàn những cái mỏm đá như thế này này, rất đặc biệt. Tuy nhiên thì ở đây thì các bạn có thể đến chùa Thạch Sơn ở phía kia, ngôi chùa lên tận phía trên kia, và đứng ở từ trên kia nhìn xuống biển Cà Ná chắc chắn là sẽ rất là đẹp, sẽ nhìn được toàn cảnh đó. Đây là hôm nay trời hơi mù, các bạn biết tại sao không? Ở đây ấy, có hai nhà máy nhiệt điện, nó thải một lượng rất là lớn khói bụi nên là nó tạo ra một cái không khí mờ mịt. Từ phía này bắt đầu đỡ rồi, từ phía cái cây xăng này đổ lại, các bạn nhìn không khí nó mờ hơn hẳn so với này thôi, nó mờ hơn hẳn luôn, toàn là bụi thôi. Chứ em thấy ở đây cái không khí bụi này là do mấy nhà máy nhiệt điện bên kia nó làm ra đúng không? Sợ nhỉ? Nó làm cho cái không khí ấy, cảm giác nó mù. Đây thì bụi xưa giờ rồi mà. Nhà máy nhiệt điện nè. Sợ nhỉ? Thằng nó có bụi mù ấy. Là có bụi rồi. Nói chung là rất là tệ. Người dân đây phải chịu hết tất cả mọi thứ. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp vì ở đây thực sự là nó bụi lắm, bay flycam nó cũng mù, mình không nhìn gì cả. Đi thôi nhá. Đây là nhà hàng Sơn Biển ở ngay bãi biển Cà Ná. Nhìn kìa, bên kia chính là những cái nhà máy nhiệt điện ở bên kia, nơi mà xả rác ra không khí như này. Dĩ nhiên là người ta mang lại một cái nguồn lợi khác. Đấy thì mình không đánh giá, mình chỉ nói về cái bụi thôi. Còn phía bên sang ô kia chính là núi, một dãy núi tuyệt đẹp luôn, thực sự nó rất là đẹp. Và đây là những thứ mà các bạn có thể muốn xem. Nhìn kìa, có những con cua, biết các bạn nhìn thấy không? Ở đây rất nhiều cua luôn anh Linh ơi, ở đây nhiều cua lắm, nhiều cực kỳ luôn. Không biết các bạn có nhìn thấy ở trên ống kính không, rất nhiều luôn nhờ. Nó bò lồm ngồm. Đây là một địa điểm mà dừng chân khá là hay cho anh em. Đối diện ngay bên cây xăng ở bên ven chùa Lạc Sơn, cái con đường từ Bình Thuận ra Phan Rang. Đây là một cái mỏ ra đến bờ biển, ở đây rất là mát, gió thổi liên tục luôn, không tắt gió một chút nào. Đây là một khu vực, thực ra ở đây sóng đánh rất là lớn nên là nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng như là bị vỡ viếc như thế này là cái chuyện rất là bình thường. Đến với Cà Ná ở đây cũng có thể là tắm được, nhưng mà mình nghĩ là với những con sóng mà nó to như thế này thì việc tắm nó cũng không được an toàn cho lắm, và các bạn cũng phải nên rất cẩn thận nếu tắm ở đây. Nhưng mà đứng ở đây và thưởng thức những cái con sóng thì đúng là rất là tuyệt vời đấy. Nước ở đây không trong nhưng mà nó có một cái lượng sóng rất là lớn. Nhìn này, cực đẹp luôn đấy. Mà các bạn có chỗ đứng nó rất là thoải mái, rất là an toàn, chứ không như một số cái bãi đá khác. Mình nghĩ đây là cái mỏm quán mà nhô ra mặt biển đẹp nhất ở khu vực này. Có cái lều như này, lúc nãy thì mình đã đứng mà mình đã đi xung quanh đây một lần rồi và mình thấy là như thế. Ở bên kia thì xây dựng thì có vẻ kiên cố nhưng mà nó hơi nhỏ và cái góc của nó không nhìn được những cái bãi đá dạng như thế này đấy, sẽ tràn lên đây nhìn nước này đấy, không nhìn được. Chỉ duy nhất có cái tròi này thôi. Cái tròi này là hiện tại là duy nhất là nhìn được đến 2 và thậm chí là 3, 4 luôn.
những cái bãi đá mà có nhiều sóng nhất ở đây, nhiều sóng đẹp nhất ở đây. Đây thì ở đây là nhà hàng ăn uống, tuy nhiên thì ở cái khu vực bên ngoài này họ không phục vụ ăn uống, họ chỉ phục vụ cho anh em uống nước thôi, nên là anh em chỉ ra đây chỉ cần mua mỗi cho mỗi người một ly nước và ngồi thưởng thức sóng biển.